Kính thưa quý vị, dự án Luật Đầu tư sửa đổi sẽ được Quốc hội khóa 14 xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9. Trong dự án Luật Đầu tư sửa đổi có nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Một trong những nội dung đó là cấm hay không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Có cần cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ hay không? Về thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ này để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, gây áp lực lên con nợ, dẫn tới nhiều hệ lụy. Có hai phương án đối với vấn đề này. Phương án 1, không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm H khoảng 1 điều 6 dự thảo luật mà quy định tại danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như luật hiện hành và đề nghị bổ sung quy định về điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Phương án 2, giữ nguyên như dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Theo đó, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Phần nhiều ý kiến cử tri chúng tôi ghi nhận được cho rằng nên tăng cường quản lý dịch vụ đòi nợ thuê thay vì cấm. Thì chúng ta cũng thấy thời gian qua thì cái dịch vụ đòi nợ nó biến tướng rất là nhiều và gây nhiều cái hệ lụy của xã hội không được tốt, là nó trở thành một cái kiểu mà gọi là cho vay rồi đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái phiền phức trong cái việc mà an ninh trật tự. Tuy nhiên nếu mà vì cái đó chúng ta không quản lý được mà chúng ta cấm cái ngành nghề này thì tôi cho rằng là nó bị sai. Tại vì cái dịch vụ đòi nợ thì đây là một cái nhu cầu thực tế thực sự rất là cần thiết trong cái giao dịch hàng ngày của các cái doanh nghiệp cũng như là của mỗi người dân. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nên giữ cái ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ này. Còn nếu như mà chúng ta cách quản lý nào đó để cho hiệu quả hơn, đừng có để xảy ra những cái biến tướng, những cái hệ lụy của xã hội đến cái trật tự an ninh xã hội là tốt. Góc độ cá nhân thì thống nhất là giữ theo phương án 1, có nghĩa là không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Đây là cái thực tiễn về cái nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đưa nó sang dạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chúng ta sau đó giao lại cho chính phủ quy định các cái điều kiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ này. Nhiều cử tri cho rằng cấm thì dễ, nhưng nhu cầu đòi nợ thuê là có thật, không nên cứ cái gì phức tạp, khó quản lý là cấm.